Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn, tôi là Luân đến từ phòng khảo sát công ty cổ phần kiến trúc Viato. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn, tôi Luân đến từ phòng khảo sát công ty cổ phần kiến trúc Xe Tô. Thì đây là cái khuôn đất của nhà anh Cường ở khu vực xã Vĩnh Thực, Móng Cái, Quảng Ninh các bạn nhé. Đấy, thì nhà anh có một khuôn đất hai mặt tiền. Đấy, đây là cái ngõ mặt tiền này. Thì nó có như này. Cái đất ở đây ấy là đất cát nguyên thổ, đất đảo đấy, rất là cứng. Đấy các bạn nhá. Thì có một chiều này từ đây vào đến đây, chỗ tôi thẳng đứng thẳng đây. Hát sang bên kia. Đấy. Là 16.8 m. Và một chiều dài kia ở cái mặt đường phụ kia là 29.6 m các bạn nhá. Đấy. Và cái đường hành lang dài xuống kia kìa. Đấy. Dài ở đấy thì nó lại là 26.4 m kìa. Xong nó giật lên 16 m, xong lại giật vào đấy. Đấy, thì tí tôi sẽ vẽ trên ấy, còn hiện tại là mày. Đấy, nước thì ở cái góc kia, góc cuối kìa, góc cái biển kia là có một cái nước giếng khoan này nhá, anh khoan một cái giếng rất là to. Đấy, nước thải thì ở đây này. Đấy, nước thải trước nhà đây. Đây là cái cột điện nhá. Đấy, đây là yếu tố. Mình đất rất là đẹp, thì anh đang lựa chọn là một là xây máy Thái hoặc máy Nhật, thì tôi sẽ tư vấn cho anh sau, gọi nhá. Chào, hẹn gặp lại ạ.